giữa hẻm 453 này, hẻm vô cái giáo xứ Bùi Phát nè. Giò chả Hữu Nghị. Ồ. Đúng rồi. Hẻm 453 nè bà con. Con đường này trước mặt bà con cô bác đây. Hẻm 443. Hẻm 453. Chính xác. Con đường này là cái con đường chính ở khu Bùi Phát nè. Bán gì đây? Ồ, bánh nước. À, bánh đúc gì đó. Đó, ba mẹ con chạy chậm ha, cho bà con các bác xem giáo xứ Bùi Phát, cái khu giáo xứ Bùi Phát. Hẻm này là hẻm 453, hẻm chính luôn á. Bên đây là trường trung cấp nghề nhân đạo nè con. Các cô chú nào có biết được cái trường trung cấp nghề nhân đạo này hồi xưa trước năm 75 nó có không mà con? Nó là tên trường gì? Trước năm 75 các bác nào có biết các bác chia sẻ giúp mấy cô chứ. Ba mẹ cô chạy từ từ cho bà con các bác xem ha. Hy vọng là có các bác nào mà đang xem kênh của ba mẹ cô mà hồi xưa từng ở cái khu vực này có thể xem lại được nhà cũ của mình. Trên kênh của ba mẹ cô bà con có một bác rất rành về đạo Công giáo nha bà con. Các cô chú anh chị và các bạn nào mà có muốn biết gì về đạo Công giáo các bác cứ đặt câu hỏi. Ôi chà chà, làm đường rồi. Các bác cứ đặt câu hỏi rồi ba mấy cô, một là bác ấy sẽ vào, nói chung là bác ấy thường hay xem comment lắm, bác ấy sẽ giúp các cô chú anh chị và các bạn hiểu thêm về đạo Công giáo. Hoặc là nếu mà bác ấy không có xem comment á thì ba mấy cô cũng sẽ giúp các bác, là ba mấy cô sẽ đọc lên những cái câu hỏi đó. Để cho bác ấy biết, hoặc là có ai biết rồi đó giải đố giải đáp cho ba mẹ, giúp các cô chú bác. Thậm chí là ba mẹ cô cũng có một cái bác lặng nhìn cuộc sống rồi con, hiểu biết về Phật giáo cũng nhiều lắm. Các bác nào có muốn biết tìm hiểu về về Phật giáo á, các bác có thể đặt câu hỏi, ba mẹ cô sẽ nhờ bác ấy giải đáp dùm cho các cô chú bác. Ba mẹ cô trên kênh ba mẹ cô có hai bác, ba bác luôn á chứ. Bác Long Đào cũng hiểu về Công giáo nhiều lắm. Nếu nói chung là có những cái câu hỏi về Phật giáo hay là về Công giáo á, mà các bác không biết hỏi ai á, thì các bác nhớ là đừng cứ hỏi trên kênh của ba mẹ cô. Ba mẹ cô sẽ làm cái cầu nối cho các cô chú anh chị và các bạn biết giải đáp thêm những cái đó để mình mở mang thêm những cái kiến thức. Có những cái vấn đề mà mình trước giờ mình không biết hỏi ai á, các bác cứ thể cứ đặt cái câu hỏi trên này, biết đâu đó kênh của ba mẹ cô giờ mỗi video tới mấy ngàn người xem lận, thì trong vòng mấy ngàn người đó chắc chắn thế nào cũng có người biết rồi bà con. Thì nhờ những cái câu hỏi của các cô chú bác thì ba mẹ cô cũng có thêm kiến thức, cũng như là các cô bác cũng có thể biết thêm. Chứ bây giờ mà ba mẹ cô nói thật kia, bây giờ ba mẹ cô tiếc lắm á nha. Hồi xưa ba mẹ cô không có chú trọng vào những cái điều đó, mà giờ các cô chú bác ấy bây giờ không có im lặng hết trơn rồi, cho nên bây giờ ba mẹ cô tiếc lắm. Có những cái việc bây giờ có những cái câu đố mà giờ ba mẹ cô không biết hỏi ai, nhưng mà không biết giờ các bác ấy còn xem không để mình hỏi, tiếc lắm. Hồi xưa các bác ấy lúc nào cũng ở bên cạnh mình đó, cái mình cứ ỷ y. Nhất là cái lỗi của ba Michael đó là một cái lỗi rất là lớn, mà con có bác biết là lỗi gì phải không? Lỗi của ba Michael là lỗi xóa video bà con. Ba Michael mà không xóa video đó, là trên kênh của ba Michael là có một cái lượng kiến thức về Sài Gòn xưa lớn lắm đó. Đến tận bây giờ mà ba Michael vẫn còn lâu lâu với ba Michael cứ trách mình ngu quá. Bây giờ dễ dầu gì mà kêu các cô chú bác ấy mà ngồi mà comment lại giống vậy được nữa. Trên đời này có nhiều cái ngu lắm, ba mẹ còn nói thật. Giống như về cái giáo xứ Bùi Phát hay nào,
Nên thưa bà con bác về giáo xứ Bùi Phát này là ba Michael, hồi đó kênh của ba Michael có mã cả một cái kho tư liệu về cái giáo xứ Bùi Phát này. Cũng bởi tại vì ba Michael ngu, ba Michael đem xóa bà hết mấy cái video đó. Cứ nghĩ rằng là mình đã nhớ rồi, mình nhớ trong đầu mình rồi, nhưng mà cuối cùng đâu có nhớ nổi bà con. Ngu lắm. Có những cái hành động mà ba Michael thiệt, bây giờ ba Michael rồi cái lâu lâu có tự trách mình hoài. Bây giờ kêu các bác ấy mà nói về lại cho mình nghe về cái giáo xứ Bùi Phát này, các bác ấy đâu có hèm đâu. Tại vì các bác ấy cứ nghĩ rằng là ba Michael đã biết rồi cho nên không nói nữa. Nhưng mà cái đầu của ba Michael đâu có nhớ nổi đâu. Cho nên thôi thì bây giờ ba Michael xin nhờ các cô chú anh chị và các bạn có giúp được giùm ba Michael là đặt giùm ba Michael mấy cái câu hỏi để cho các bác ấy bây giờ mà ba Michael đặt câu hỏi là các bác ấy không có trả lời đâu. Xin thưa bà con cô bác á, khổ gì đó. Đây là nhà thờ giáo xứ Bùi Phát nè bà con, khổ gì đó. Đây, mình đi mở cửa vô được nè, để mình vô, chưa bao giờ vô nha. À, ba Michael chưa bao giờ vô đây nha. À, ôi là mấy lần đầu tiên ba mày còn mới vô đây được nè. Nhà thờ này được xây dựng vào khoảng năm 66-67 đó bà con. Xin thưa bà con bác, do cái lỗi của ba mày cồ á, cứ cài rỡn là rỡn hoài. Giờ các cô chú bác ấy cũng không biết cái nào mà ba mày cồ biết thiệt, cái nào mà ba mày cồ không biết thiệt. Thành thử ra là bây giờ ba Michael có hỏi cái chục câu các bác ấy cũng không thèm trả lời luôn. Thật ra bởi vì ba Michael mới nói là không có cái ngu nào. Bây giờ ba Michael cứ trách mình hoài luôn á. Hồi xưa mình có bỏ bút bủ bối trong tay, mình coi thường nó quá. Giờ các bác ấy im lặng hết trơn rồi. Giờ ba Michael có hỏi đi hỏi là bác ấy cũng không bao giờ trả lời luôn. Cho nên giờ ba Michael hy vọng là nhờ các cô chú anh chị và các bạn giúp ba Michael cái chuyện đó. Các bác cứ việc đặt câu hỏi để ba Michael nhờ các thổ công thổ địa Sài Gòn giải đáp giùm. Chứ bây giờ ba Michael có hỏi nữa không ai trả lời á. Thì đó là cái dở của ba Michael á. Chứ thật ra nếu mà hồi đó mà ba Michael không xóa video là bây giờ là bà con cô bác là có cả một cái kho tàng kiến thức về Sài Gòn xưa. Ok, mình sai đâu thì mình làm lại chỗ đó. Thì giờ bà con cô bác giúp ba Michael nha. Bên Phật giáo cũng được mà bên Công giáo cũng được. Tại vì ba Michael biết là trên kênh của ba Michael là có các cô chú bác là sẽ biết hết những cái câu đó đó. Nhưng mà tại vì bây giờ ba Michael đặt câu hỏi là các bác ấy không có trả lời. Tại vì đơn giản rằng là các bác ấy đều nghĩ rằng là ba Michael, thằng ba Michael này nó biết hết trơn rồi. Cho nên là các bác không hề trả lời. Khổ vậy đó. Ở đây có cái chùa Giác Quyển. Bởi vì giờ nhớ lại có một cái bài học hồi xưa người ta dạy đúng lắm rồi con. Hồi xưa có một cái chú bé mà cái như là đếm cù hay là cái gì đó, hay là chăn cù hay là chăn gì ba mày cũng quên rồi, mà nói chung chăn gì không biết. Nhưng mà chú bé có một cái tật là nói dấp, nói dối. Cứ mỗi lần mà chú bé lâu lâu á, chú bé chăn cái ba rồi chú bé la lên có sói, cái dân làng bắt đầu cái ao ao chạy tới cứu. À, nhưng mà khi mà lên cái chú bé cười đó, chú bé nó không có quê đi về. Và mấy lần như thế luôn á bà con. Ôi trời chạy sao ra nhà thờ Tân Hòa đây vậy? Ngay nhà thờ Tân Hòa nè bà con. Đó, đáng trách ghê à. Cũng có một cái video bác ấy cũng nói cho ba mày còn nghe về nhà thờ Tân Hòa, mà giờ ba mày còn đâu có nhớ đâu. Đó vậy đó bà con.
cái vài lần như thế, cái đến một hôm có sói thiệt bà con. Rồi cái chú bác cũng la lên nữa, có sói mà lần này là dân làng người ta biết rồi. À, mày dám dốc tao, lừa tao, xí gạt tao. Giờ mày có sói mày tự mày giải quyết luôn đi. Cuối cùng là con sói đang thịt hết nguyên bầy cừu đó luôn. À, thì ba mày cừu cũng vậy đó bà con. Giờ ba mày cừu cũng hối hận cái chuyện đó. Ở đây có chùa Giác Quỷ nè. Khổ vậy đó. Mà giờ không biết làm sao để giải quyết lại. Cho nên thôi, nhờ bà con cô bác giúp ba Michael ha. Bây giờ ba Michael đặt câu hỏi là bác ấy không phải bây giờ trả lời đâu. Nhưng mà ba Michael nghĩ là các cô chú anh chị và các bạn mà có đặt câu hỏi thì chắc bác ấy sẽ trả lời. Trước mặt bà con cô bác đó là dòng thừa sai bác ái Chúa Kitô đó bà con. Con đường này đường Quỳnh Nhân Bánh. Con đường Quỳnh Nhân Bánh này hồi xưa là đường Nguyễn Quỳnh Đức nè bà con. Bây giờ ba Michael đang ước ao là làm sao để cho các cô chú bác ấy kể lại để ba Michael lưu trữ lại. Chứ lỡ một mai các bác ấy cũng đã lớn tuổi hết trơn rồi. Một mai các bác ấy mà không còn xem kênh của ba Michael được nữa hay là gì đó thì coi như là mấy cái kiến thức Sài Gòn á nó không còn gì để lưu trữ lại hết á. Rồi ba Michael nhớ thì nhớ, đâu có nhớ hết nổi đâu. Bên đây phải ba mày gồ, ở đây như là cư xá Kiến Thiết nè bà con. Đó, cư Kiến Thiết này như ba mày gồ nhớ như là ngói trắng, ngói đỏ gì nè, đó. Bà con có bác thấy không? Mấy cái điều này là các bác ấy đều dạy ba mày gồ hết luôn á. Hồi xưa là đều có vào những cái dòng comment trên kênh của ba mày gồ hết luôn á. Mà bây giờ ba mày gồ chỉ nhớ mang máng nhưng mà ba mày gồ đâu có tài liệu gì để ba mày gồ so sánh đối chiếu lại đâu. Đó, cái dở cái ngu của ba mày gồ nằm ở chỗ đó. Cứ lúc đó mình cứ tự tin quá. Còn bên tay trái đây là trường tiểu học Phạm Ngọc Thạch nè. Trường này hồi xưa đó là cái cô nhi viện đó bà con. Cô nhi viện Lâm Tỳ Ni. Ở trên có một cái bức tượng bổn sư sinh ra đời. Giờ ba mày gọi lại thấm thía cái câu mà ba mày gọi có đăng trong cái phần bài đăng đó bà con. Ấm trà với tách trà đó bà con. Càng ngẫm nghĩ lại là ba mày cầu lại càng giận ba mày cầu nhiều ghê luôn á. Mình hồi xưa có trong tay có những các cô, các bác ấy mà mình không có coi trọng nó. Khổ quá. Mình là tấm trà mà mình cứ tối ngày mình cứ cao hơn tách trà thì mình đâu có nhận được cái gì đâu. Đó, bây giờ hậu quả của ba Michael nè, giờ các bác ấy á, đâu có còn truyền cho ba Michael kiến thức gì về Sài Gòn xưa ở đâu. Tại vì ba Michael nghĩ rằng các bác ấy nói ba Michael mày hay rồi, giờ mày giỏi rồi, giờ tự mày biết luôn đi. Đó, tao không nói nữa. Đó, dở vô đó. Thôi thì nãy giờ ba Michael nói vậy thì ba Michael hy vọng là các cô chú anh chị và các bạn giúp ba Michael cái chuyện đó nha bà con. À, các cô bác cứ có câu hỏi gì các bác cứ hỏi giúp ba Michael. À, các bác ấy mà có xem được cái những dòng comment ấy, các bác ấy sẽ giúp ba Michael trả lời cho các cô chú anh chị và các bạn biết. Còn nếu mà bác ấy không xem comment thì ba Michael sẽ hỗ trợ là ba Michael sẽ đọc lên ở trên trong cái mỗi cái video. Đầu video ba Michael sẽ đọc ra những cái câu hỏi của bác đó, thì để ba Michael sẽ lưu giữ lại qua những cái câu hỏi đó để sau này cái kênh của ba Michael lỡ 5 tháng gì đó mà ba Michael vẫn còn có thể những cái tài liệu để ba Michael còn giữ lại để sau này mình còn biết. Hẻm này hẻm số 158 nè bà con. Hẻm này hẻm Sơn Đảo. Hy vọng thôi,
hy vọng các bác ấy bỏ qua hết để sau này các bác ấy giúp ba Michael comment lại để có cái một cái cơ sở lưu trữ lại. Đây là giáo xứ Vinh Sơn nè. Giáo xứ Vinh Sơn này là của bà huynh của cha Đinh Bình Định đó bà con. Đây là thượng nguồn của con kênh Nhiêu Lộc nè bà con. Cái con kênh Nhiêu Lộc này bây giờ nó bự, nó sâu ghê luôn bà con. Nhưng mà ba Michael nhớ hồi xưa ba Michael có một cái tấm hình của ba Michael coi ở trên của cái này cũng là một cái thổ công thổ địa ở khu ông Tạ nè bà con. Anh cùng Mai Công á, ba Michael gọi anh là gì, anh lớn ba Michael cũng không có bao nhiêu tuổi hết. Anh cùng Mai Công thì ba Michael có thấy một cái tấm hình ở cái kênh thượng nguồn của con kênh Nhiêu Lộc. Nó không có sâu dữ vậy đâu bà con, nó giống như một cái dòng suối vậy đó, người dân người ta có thể là người ta đi bộ xuống dưới luôn, nhưng mà không hiểu sao giờ cái dòng kênh này nó sâu quá. Thì bà con cô bác nào mà muốn biết gì về mà cái khu ông Tạ này, mà bản thân ba Michael cũng vậy, ba Michael biết nhiều về cái khu ông Tạ này là cũng một phần, thứ nhất là hai cái sư phụ mà bác Huy với bác Long Đào, và thứ hai nữa là kết hợp với lại của anh Cù Mai Công, cho nên mà về cái khu ông Tạ này và ba Michael nắm rành là vậy. Các bác nào có biết, các bác mà muốn hiểu về cái quần tạ này nhớ xem sách của Cù Mai Công. Khách sạn đệ nhất nè, 4 sao. Khu này khu khách sạn đệ nhất. Ở đây hồi xưa có hồ tắm khách sạn đệ nhất nè. Lâu lâu ba Michael có nổi hứng cái tâm trạng thì ba Michael xin chia sẻ với bà con cô bác. Nhưng mà thường á, những cái lúc mà ba Michael mà chia sẻ tâm trạng là những cái lúc mà những cái lời nói thật của ba Michael không nha bà con. Con đường này con đường Hoàng Việt nè. Bên tay trái này, bên tay phải này bà con, hồi xưa là cái siêu thị đầu tiên là siêu thị Phan Khang đó bà con. Bây giờ như nó chuyển qua cái gì rồi nè. Sau này như nó giờ nó là siêu thị Cốt Mắt. Hồi xưa nó là Phan Khang á. Ba mày còn nhớ là hình như nó có cái câu slogan đó là cái gì, Phan Khang này là có một cái câu slogan là sinh ra để phục vụ. Ở đây có một cái tiệm cà phê Tuấn Ngọc nè bà con. Ba mày còn nhớ đó, ba mày còn có thường hay uống cà phê ở đây nè. Cà phê Tuấn Ngọc bên tay phải ba mày còn đây nè. Từ năm 94 luôn rồi thấy không, cà phê Tuấn Ngọc. Ở đây vô đây là nghe nhạc là Tuấn Ngọc, mấy nhạc mà bolero á. Rồi bên tay phải ba mày cầu đây nè bà con, cô bác còn nhớ không, hồi xưa ở đây là có một cái truyền tin. Đứng từ ngay đây á, bên tay phải ba mày cầu đây, bà con có bác còn nhớ những cái cây những cái anten mà hình vòng tròn tròn á bà con, đó là ngay đây nè. Đó, ngay cái khu vực ngay đây nè, hồi xưa là bà con có bác sẽ thấy là nó có hai cái anten tròn tròn. Con đường này là con đường Nguyễn Thái Bình. Phở Khang tái lăn gia truyền, cái phở tái lăn này ngon lắm nha bà con. Ba Michael riết giờ ba Michael ghiền ăn phở tái lăn nha, tại vì
từ cái hình thức mà làm nó cũng khác với mấy cái phở kia nữa. Trước khi ăn là cái như là lửa bốc luôn đó. Mà ăn vô tô phở giống như ăn tô phở giống như là bò xào vậy đó. Giờ ba mày gọi lại ghiền ăn phở Thái Lan. Ba tê cục đèn. Đó, khu này là khu bây giờ cũng là doanh trại quân đội không đó bà con. Đó, nơi đây hồi đó bà con bác sẽ thấy là hai cái bờm anten tròn tròn. Còn bên tay trái này là sau lưng này là hồi xưa là trường quốc gia Nghĩa Tử. Xuân Diệu. Bây giờ mà cho ba mẹ cầu một điều ước á, ba mẹ cầu chỉ ước một cái điều thôi bà con. Là các bác hồi xưa của ba mẹ cầu á, quay về kênh của ba mẹ cầu và sau đó nhờ ba mẹ cầu đi quay phim một cái nơi nào đó. À, nhờ ba mẹ cầu đi quay phim một cái nơi nào đó. À, sau đó cái bác ấy sẽ giải thích cho ba mẹ cầu biết là cái nơi đó hồi xưa nó là sao đó, ba mẹ cầu chỉ ước vậy thôi. Dù rằng có thể là cái nơi đó ba mẹ cầu biết đó, ba mẹ cầu nhớ đó, nhưng mà bây giờ ba mẹ cầu đang muốn để lưu trữ lại để sau này các bạn trẻ hay là gì đó có thể vào đó đọc lại. Chứ bây giờ ba mẹ cầu chỉ ước là các bác đừng có nghĩ rằng là cái gì ba mẹ cầu cũng biết hết đó. Đó, mà bây giờ là hãy nghĩ về vấn đề là lưu trữ lại. Ba mẹ cầu thèm được cái cảm giác là giống như hồi xưa là bác ấy. À, ngày mai ba mẹ cầu đi quay cái này. À, nhờ, cái này là hồi xưa là nói là cái gì đó. Ba mẹ cầu cần lại những cái dòng đó. Nếu mà lại được vậy là hay quá trời. Bên tay phải này hồi xưa là chạy Hoàng Hoa Thám nè bà con. À, trước mặt bà con bác hồi xưa đó là nhà thờ Đất Lộ đó bà con. Đây là của cha Tường, của Khánh Tường. Đó, bên tay phải đây hồi xưa là cái hàng rào của trại Hoàng Hoa Thám. Rồi bên tay trái nguyên cái dãy này nè, hồi xưa là cũng là một cái trường đại học gì đó. Của viện Đại học Minh Đức đó bà con. Đó. Ước gì ha? Ước gì ngày mai các bác xem phim này xong cái bác ấy sẽ nói ba mẹ cầu đi quay cái chỗ này hồi xưa là của người này người nọ người kia. À, trời ơi, bên tay phải ba mẹ cầu đây là bà con, đây là trường Trinh, trường cấp 2, trường này cũng lớn. Ở đây là cái cổng nè, cổng của trại Hoàng Hoa Thám nè bà con. À, sư đoàn dù á, hồi xưa đây là cổng chính luôn. À, cổng này đó, đứng đây là có quân cảnh gác nè. Rồi thôi, chắc video nó cũng đã dài rồi. Rồi, chắc dài rồi đó. Thôi, ba mẹ cầu xin chào, tạm biệt tất cả các cô, chú, anh, chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô, chú, anh, chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là ba mẹ cầu. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.